Đoán xem MTV News đang có mặt tại sự kiện hấp dẫn nào đây? Amazing Race 2014 đã chính thức khởi động các bạn ạ. À, nhưng trước khi tìm hiểu các thí sinh của mùa này, hãy cùng nghe những chia sẻ của hai nhà vô địch mùa trước một chút nào. Dì Lâm Anh hôm nay rất là vui khi mà ở trong cái không khí của buổi họp báo cuộc đua kỳ thú năm 2014, khi mà được mình khi mà đứng ở trên sân khấu. Sống lại cảm xúc của một năm trước. Thì Duy Huyền thấy là y hệt như năm ngoái ý, một chút lo lắng, một chút hồi hộp. Bây giờ cho các bạn à? Lo lắng cho các bạn. Hồi hộp là không biết là năm nay sẽ có những thử thách gì và có một cảm xúc nữa là muốn được đi thi. Năm ngoái là đúng, sợ. Đúng. Năm ngoái là hơi sợ đi thi, năm nay muốn được đi thi nữa. Thì Lâm Anh cũng thế, khi mà đứng ở trên sân khấu rồi là nghe những nhạc hiệu của chương trình, rồi là nhìn thấy các đội đua mặc đồ thể thao bước vào, thì Lâm Anh có một cái cảm giác rằng là trời ơi, nếu mà năm nay mà mình được đi thi lại thì chắc chắn là mình sẽ đăng ký để đi thi lại nữa. Chính hai cô nàng này đã đảm nhận vai trò giới thiệu các thí sinh năm nay với báo giới đấy. Dạng thí sinh trẻ trung, năng động này cũng xuất hiện với những phương thức mới lạ và độc đáo. Mở đầu này hứa hẹn cuộc đua kỳ thú 2014 sẽ tràn đầy những bất ngờ thú vị. Chắc cũng vì lẽ đó mà các thí sinh năm nay cũng cực kỳ hồi hộp, không biết khó khăn thử thách nào đang chờ đợi mình trong vòng đua sắp tới. Ngày hôm nay hai đứa hơi run đấy, đối thủ mạnh quá. Nhưng mà hai đứa có một thứ duy nhất mà có lẽ đội nào cũng có, đấy sự quyết tâm. Và hy vọng rằng là suốt một chặng chơi, tất cả các đội chơi sẽ học hỏi được nhau nhiều. Hoàng Nam và Lan Trinh sẽ là hai cá tính khá là khác biệt, và chúng tôi hy vọng rằng trong quá trình thi sẽ dung hòa được nhau để trở thành một đội rất là ăn ý và đi đến chặng cuối cùng của cuộc thi. Để không khí của ngày mở đầu vòng đua càng gay cấn hơn nữa, ban tổ chức còn cho chiếu đoạn video ngắn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ mà những đội đua năm ngoái đã phải trải qua khi các thí sinh mới vừa phấn khích vừa e dè. Thấy mọi người hồi hộp như vậy nên Harry và Tiến Đạt cũng chia sẻ lại một chút kinh nghiệm tích lũy từ cuộc đua năm ngoái lại cho họ đây. Nơi đừng có mang đồ trang điểm, chắc Hương Giang không nghe đâu. đừng có mang đồ trang điểm và chỉ có mang kem chống nắng nè. Rồi cái khăn gì, khăn thanh niên. Khăn rằng. Đồng là cứ bình tĩnh để vượt qua mọi thử thách. Thì đôi khi những cái thử thách nó sẽ làm cho mình căng thẳng và sẽ xích mích. Thì sau cái xích mích đó thì cố gắng kiềm chế lại chút xíu thì nghĩ là nó sẽ vượt qua được. Đúng rồi, nhưng mà đừng không nên nói với người partner của mình là tập trung đi, như vậy thì không được. Mình không được nói chuyện kiểu như là mình nói chuyện với Linh, mình phải nói chuyện như là cấp dưới. Ôi da, chứ là phải nói nhẹ nhàng. Sau những chia sẻ từ những tay đua kỳ cựu thì có vẻ các đội đua năm nay đã tự tin hơn rất nhiều để khởi đầu cuộc đua kỳ thú 2014 rồi. Hãy cùng đón xem hành trình của họ vào cuối tháng 6 này trên VTV6 các bạn nhé. Và năm nay thì Dì Lâm Anh và Thu Hiền sẽ chúc cho các bạn đội đua mới của cuộc đua kỳ thú năm 2014 sẽ bứt phá thành công và cuộc đua thú vị, quyết liệt lên nha các bạn.